Nguyễn Thức VT, hôm nay Nguyễn Thức sẽ có một cái sản phẩm giày giá thành hợp lý để cho tất cả các anh chị mua được. Bởi vì là Nguyễn Thức thì là người nằm dâu trong họ. Đấy, Nguyễn Thức cũng nói trước là sản phẩm thì mình không thiếu, từ cao cấp đến thấp cấp đến trung bình thì mình đều có. Đấy, cho nên là các anh chị phải nhớ là tiền nào thì của đấy, tiền ít thì không có thịt ngon. Nhưng với những cái sản phẩm như Nguyễn Thức chuẩn bị giới thiệu đây thì mời tất cả các anh chị vào xem, giá thành vừa rẻ nhưng chất lượng đạt tiêu chuẩn, để cho tất cả các anh chị dùng cũng không đến mức độ nào phải đáng buồn về sản phẩm. Đấy, nhưng đây này các anh chị nhớ này, sản phẩm này thì nó là giá thành cũng rất rẻ, thế nhưng mà cái dáng của nó cũng rất là đẹp các anh chị. Đấy, cái Hunter này nó cũng rất là đẹp, nó cũng rất là mịn màng. Đấy, đây là cái đế của nó cũng rất là đẹp, cũng chống trơn chống trượt, cũng rất là tuyệt vời. Đấy, thế thì các anh chị nhớ là tiền nào thì của đấy thôi, tiền ít thì làm gì có cái thịt ngon, đúng không? Thế cho nên là các anh chị nhớ là đi mua giày thì mình phải cân đối tài chính của mình có được bao nhiêu thì mình sử dụng bấy nhiêu. Đấy, còn nếu anh chị nào muốn sử dụng hàng chất lượng cao cần Nguyễn Thức tư vấn thì Nguyễn Thức vẫn tư vấn. Còn nếu mà muốn để cho Nguyễn Thức bán cho những sản phẩm trung bình nhưng với cái kỹ năng kỹ thuật Nguyễn Thức đã kiểm tra được thì chắc chắn rằng nếu như so với tất cả mọi người thì cái giá tiền này mình là người kỹ thuật tốt thì mình sẽ giám định được cho tất cả các anh chị sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn so với cái người không hiểu nghề. Thì đây mình cũng giới thiệu qua cho tất cả các anh chị một cái sản phẩm mà đây này. Đấy, cái hàng nó là hàng rẻ hơn thì nó nhìn kể cả các anh chị thấy không, cái nót nó cũng đã mỏng manh đúng không nào, cái nót nó cũng mỏng manh này, nó cũng vỡ vụn ra. Cho nên là đây này, sau khi các anh chị đi thì những cái này nó cũng lột đi. Đấy, vì tiền nào của đấy mà nó rẻ tiền thì nó chỉ có thế thôi. Các anh chị bảo làm gì có cái người bán hàng nào mà người ta đi bán hàng người ta lại bán cái tiền tiền ít mà nó lại có cái giày ngon được bao giờ. Tôi nói thật sự là chỉ có những cái bọn nửa đảo là giảm giá sập sàn mới khuyến mại 100% 150%, làm gì có ai đi kinh doanh để móc tiền túi ra để cho các anh chị đâu. Chỉ có thằng đần đấy hay thằng ngu đấy nó mới đi kinh doanh như kiểu đấy. Chứ còn chương trình chạy chương trình khuyến mại đấy thì các anh chị nhớ này, tại sao có những cái người cứ thỉnh thoảng cứ gọi cho tôi là chúng tôi có quà tặng cho tôi thế này thế khác, nhưng tôi có bao giờ tôi nhận những cái thứ đó các anh chị ạ. Nói thật sự các anh chị nhận những cái thứ không phải của mình, nhận làm gì, nó đau đầu phức tạp. Tôi nói thật sự đấy, cho nên là các anh chị nhớ là tiền nào của đấy thôi, thì mình ít tiền thì mình mua những cái đôi giày như thế này mình đi tạm cũng được. Nhưng mà theo cái lời khuyên của Nguyễn Thức ấy, thì các anh chị nên mua những sản phẩm chất lượng tốt hơn, nó đạt tiêu chuẩn hơn. Bởi vì mình làm ra tiền thì mình phải mua cho cái bản thân mình sử dụng những cái sản phẩm tốt. Mà tôi nói thật nha này, một cái đôi giày tốt chúng ta đi 2 năm không sao, còn một cái đôi giày fake nói thật sự các anh chị đi nó chỉ mấy tháng, thế thì đâu nó cũng vào đấy thôi, đúng không? Thế thì cái nào hơn? Mà cái giày tốt kia thì chúng ta đi nó sẽ bảo vệ cho cái đôi chân của chúng ta, nó bảo vệ cho cái lá gan thứ hai của chúng ta, đúng không? Đi nó sướng hơn. Thì cái nào hơn cũng là từng đấy tiền thôi. Tóm lại là người ta đều tính là một ngày các anh phải mất bao nhiêu tiền về chi phí cho cái sản phẩm giày dép quần áo đấy. Chứ còn ở đời thì không ai người ta cho không ai cái gì cả các anh chị ạ. Cho nên là ai có nhu cầu muốn mua sản phẩm rẻ tiền này thì nhắn tiền số 620 là mã số sản phẩm này là trung bình đi được đấy, với giá tiền phải chăng để có sản phẩm như thế này đấy. Thì anh chị nhớ là ấy video của Nguyễn Thức hướng dẫn sản phẩm tư vấn nhiệt tình thì bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nguyễn Thức VT.
Xin chào và chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật là